Liễu Chu Ký, nữ thổ phỉ mất trí nhớ bị vương gia giả danh trượng phu lợi dụng, lâu ngày sinh tình từ giả thành thật. Liễu Chu Ký là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Kiều Tàng của tác giả Cuồng Thượng Gia Cuồng. Phim do đạo diễn Lưu Quốc Nam chỉ đạo diễn xuất với sự tham gia diễn chính của Trương Vãn Ý vai Thôi Hành Chu, Vương Sở Nhiên vai Liễu Miên Đường. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của những cái tên trẻ đầy triển vọng như Lưu Lệnh Tư, Thường Hoa Sâm. Nguyên tác của Liễu Chu Ký nổi tiếng lấy cảm hứng từ giai thoại Kim Ốc Tàng Kiều của Trung Quốc. Nội dung của phim xoay quanh cuộc đời của nữ chính Liễu Miên Đường do Vương Sở Nhiên thủ vai. Nàng là con gái của một gia đình quan lại đang lâm vào cảnh sa sút. Sau đó, Liễu Miên Đường được gả vào kinh thành cho một thương nhân tên là Thôi Cửu. Giữa đường rước dâu gặp phải sự cố, nàng bị một đám thổ phỉ bắt cóc, trở thành áp trại phu nhân của một tên phản tặc. Vậy nhưng thực tế đây chỉ là một vở kịch. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Liễu Miên Đường. Nàng vốn là đại đương gia của bang thổ phỉ này. Liễu Miên Đường là một cô gái thông minh, có tài trí. Nàng là thủ lĩnh đầu tiên của Dương Sơn, dẫn dắt người dân Dương Sơn trừng phạt cái ác, phát huy cái thiện, được người dân Dương Sơn tôn làm đại đương gia. Liễu Miên Đường từng nhiều lần đối đầu bất phân thắng bại với Hoài Dương Vương Thôi Hành Chu, vai diễn của Trương Vạn Ý. Sau một biến cố, Liễu Miên Đường bị trọng thương, suýt mất mạng, nàng được Thôi Hành Chu cứu giúp. Liễu Miên Đường bị thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh ròng rã mấy tháng trời. Sau khi tỉnh lại, nàng quên hết ký ức ở Dương Sơn, nhầm tưởng Thôi Hành Chu là Thôi Cửu, người chồng mà nàng đã gả đi trước đó. Liễu Miên Đường bắt đầu cuộc sống mới, mở cửa tiệm buôn bán, dẫn dắt người dân trong trấn tạo dựng thương hiệu, kinh doanh phát đạt. Về phía Thôi Hành Chu, hắn biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn cố tình giả danh Thôi Cửu, sống dưới danh nghĩa là một thương nhân họ Thôi, trượng phu của Liễu Miên Đường để lợi dụng nàng. Thôi Hành Chu nhiều lần đem nàng ra làm mồi nhử cho mục đích của mình, vậy nhưng Liễu Miên Đường lại không hề hay biết, vẫn luôn hết lòng hết dạ với hắn. Thời gian trôi qua, Thôi Hành Chu dần đem lòng yêu người vợ hờ Liễu Miên Đường này từ lúc nào không hay. Đến khi gặp phải binh biến, triều đình cử Thôi Hành Chu đi trấn thủ biên cương. Vì không muốn để Liễu Miên Đường phải chịu khổ của mình, Thôi Hành Chu đã viết thư từ hôn và rời đi. Liễu Miên Đường đã không bỏ cuộc, chạy theo Thôi Hành Chu trở thành hậu phương vững chắc cho chồng. Hai người đã cùng nhau xông pha chiến trường, trấn áp hung tặc. Hai vợ chồng đã trong ứng ngoại hợp, thành công bảo vệ được biên cương. Trải qua rất nhiều khó khăn, sống chết có nhau, tình cảm của họ lại càng thêm bền chặt. Tuy nhiên, sau đó biến cố lại ập đến. Khi Liễu Miên Đường biết được thân phận thật sự của Thôi Hành Chu, hắn không phải là người chồng Thôi Cửu trước đây của cô. Cô cho rằng mình đã bị Thôi Hành Chu lừa dối, lợi dụng, mối quan hệ của họ lại một lần nữa gặp phải thử thách. Sau rất nhiều sóng gió, cả hai đã thành thật với nhau. Trong lúc nguy nan, đồng lòng giúp đỡ cho Hoàng đế diệt trừ phản loạn. Cuối cùng họ sống bên nhau một cuộc sống ngọt ngào ấm áp. Được đánh giá là một trong những cặp nhân vật có xây dựng hình tượng đẹp nhất của giới ngôn tình cổ đại. Vương gia Thôi Hành Chu và Liễu Miên Đường, vừa có tài vừa có sắc, lại thông minh mưu lược tuyệt đỉnh. Hai nhân vật đồng thời có sự can đảm, sự trung dũng lại lương thiện. Cặp đôi vốn là đối thủ không đội trời chung, sau hành trình dài lại có một tình yêu chân thành, không bị bất cứ điều gì làm hoen ố. Liễu Chu Ký đã đóng máy vào ngày 21 tháng 12 vừa đây, dự kiến sẽ lên sóng vào quý 3 năm 2024.